Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thêm một ổ dịch mới bùng phát trong khu phong tỏa tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra tiêm chủng ngừa COVID-19 ở quận Cầu Giấy. Quảng Ninh, hàng quán không bán tại chỗ, đóng cửa phòng tập gym từ 12 giờ hôm nay. Vì sao chợ siêu thị Hà Nội có nguy cơ trở thành ổ dịch COVID-19? Sau đây là tin chi tiết. Một ổ dịch mới bùng phát trong khu phong tỏa tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ổ dịch mới phát sinh được ghi nhận tại thành phố nằm trong một con hẻm trên đường Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4. Ca chỉ điểm được ghi nhận vào ngày 20 tháng 7. Người này là nhân viên giám sát vệ sinh tại một cơ sở y tế, được xét nghiệm tầm soát tại bệnh viện. Ngay lập tức, ngành y tế đã phong tỏa con hẻm này. Đến nay có tổng cộng 114 ca bệnh được xác định. Ngày gần nhất ghi nhận ca bệnh F0 là ngày 1 tháng 8 với 43 ca được ghi nhận trong khu phong tỏa, một ca qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Như vậy, hiện thành phố ghi nhận một ổ dịch mới phát sinh trong khu dân cư, 29 ổ dịch đang diễn tiến gồm 3 khu vực chợ, 23 ổ dịch khu vực dân cư, 2 chùm ca bệnh tại công ty, khu công nghiệp và 1 ổ dịch thuộc cơ sở y tế. Trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố đã có hơn 102.000 trường hợp mắc COVID-19 được công bố. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, 29 ổ dịch diễn tiến tại thành phố được khoanh vùng giám sát chặt. Từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 2 tháng 8, thành phố đã tổ chức lấy 1.061.252 mẫu xét nghiệm COVID-19, trong đó có 583.223 mẫu đơn, 478.029 mẫu gộp, với 4.246.858 người được lấy mẫu tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Tổng số mẫu chưa có kết quả là 7.336, trong đó có 6.584 mẫu đơn và 752 mẫu gộp. Chiến dịch tiêm chủng đợt 5 đã kết thúc với 920.329 mũi tiêm. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào chiến dịch tiêm chủng đợt 6 và vẫn sử dụng 3 loại vaccine AstraZeneca, Moderna và Pfizer để tiêm cho người dân. Khi có sự thẩm định và cho phép lưu hành của Bộ Y tế, 1 triệu liều vaccine Verocell mới được đưa vào tiêm chủng và dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục tìm nguồn cung ứng vaccine để cố gắng đạt mức bao phủ 70-80% cho người từ 18 tuổi trở lên vào cuối tháng 8. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra tiêm chủng ngừa COVID-19 ở quận Cầu Giấy. Sáng mùng 4 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một số điểm lưu động trên địa bàn quận Cầu Giấy. Sáng mùng 4 tháng 8, hàng trăm người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 đã có mặt tại điểm tiêm chủng lưu động tại tòa nhà FPT số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là điểm tiêm chủng lớn của quận Cầu Giấy với quy mô 4 chuyến tiêm. Dự kiến có hơn 5.000 mũi tiêm sẽ được thực hiện trong vòng 7 ngày đầu tháng 8. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh dẫn đoàn kiểm tra điểm tiêm chủng ngừa COVID-19 tại số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá công tác chuẩn bị đang được thực hiện tốt. Một số tồn tại như các nhóm nhỏ chưa được thực hiện nghiêm, việc giãn cách trong điểm tiêm cũng đã được nhắc nhở để chấn chỉnh ngay. Điểm tiêm lưu động này có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng y tế như là công an, quân đội, đơn vị chủ quản tòa nhà, lực lượng tình nguyện viên. Đây là những lần đầu tiên chúng tôi tổ chức các điểm tiêm lưu động nên còn nhiều bỡ ngỡ, còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm để những lần sau sẽ làm tốt hơn. Bà Đỗ Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận Cầu Giấy chia sẻ. Thực hiện khuyến cáo không tập trung đông người theo chỉ thị của thành phố Hà Nội nên đoàn kiểm tra do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu không vào sâu bên trong điểm tiêm chủng. Theo ghi nhận của phóng viên, điểm tiêm chủng tại đây có quy trình khép kín một chiều. Ngoài khai báo y tế, người đến tiêm chủng còn được đo bằng máy đo thân nhiệt AL, nhận diện khuôn mặt trước khi vào khám sàng lọc.
Quảng Ninh, hàng quán không bán tại chỗ, đóng cửa phòng gym từ 12 giờ hôm nay. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định từ 12 giờ ngày 4 tháng 8, các hàng quán không được bán tại chỗ, đóng cửa phòng tập gym, yoga, quán bar, karaoke. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định từ 12 giờ ngày 4 tháng 8, tạm dừng các bãi tắm công cộng, các dịch vụ văn hóa, thể thao như sân bóng đá, phòng tập gym, fitness, yoga, câu lạc bộ bia. Các điểm vui chơi, các dịch vụ vui chơi giải trí như là rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, pub, club, hộp đêm, dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp, spa, dịch vụ internet cũng bị tạm dừng hoạt động từ 12 giờ ngày 4 tháng 8. Các hàng quán, đường phố, cà phê, giải khát, quán nước được yêu cầu không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi. Nhà hàng, quán ăn trong nhà được phép hoạt động nhưng phải có tấm chắn giọt bắn và sắp xếp giãn cách chỗ ngồi, khuyến khích bán hàng mang đi. Điểm du lịch, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tạm thời không đón khách tham quan, chỉ thực hiện nghi thức tôn giáo nội bộ. Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu siết chặt công tác quản lý các chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, không tổ chức các hoạt động sự kiện tập trung đông người, không tập trung quá 5 người tại một khu vực cùng một thời điểm, tại vườn hoa, công viên, quảng trường, đường phố, bãi biển và tại các khu vực ngoài trụ sở cơ quan, cơ sở kinh doanh, trường học, cơ sở y tế và tại các nơi công cộng khác. Người từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, kết quả âm tính không quá 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu. Trường hợp quá 36 giờ kể từ giờ có kết quả xét nghiệm phải thực hiện xét nghiệm test nhanh bằng phương pháp kháng nguyên tại các chốt kiểm soát. Đối với xe tải, xe container chở hàng hóa liên tỉnh, đặc biệt là từ các tỉnh có dịch, phải có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR kết quả âm tính không quá 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu. Trường hợp quá 36 giờ kể từ giờ có kết quả xét nghiệm, phải thực hiện xét nghiệm test nhanh bằng phương pháp kháng nguyên. Tại các chốt kiểm soát, phải tuân thủ cam kết chỉ đường, đỗ khi giao hàng, tiếp nhiên liệu. Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai dịch vụ xét nghiệm test nhanh bằng phương pháp kháng nguyên tại các chốt kiểm soát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiểm tra hành chính thùng xe, cốp xe, cabin, hầm hàng, container của tất cả các phương tiện tại các chốt kiểm soát vào tỉnh và tuần tra, kiểm soát dọc các tuyến đường để kịp thời phát hiện người trốn trên các phương tiện để vào Quảng Ninh. Vì sao chợ siêu thị Hà Nội có nguy cơ trở thành ổ dịch COVID-19? Tính đến sáng 4 tháng 8, Hà Nội đã quyết định tạm đóng cửa, cách ly y tế hàng loạt chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn có liên quan đến ca mắc COVID-19. Trong đó có chợ Long Biên, Ba Đình, chợ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, chợ Minh Khai, Bắc Từ Liêm, chợ Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, chợ đầu mối Đền Lừ, Hoàng Mai. Bên cạnh đó, sau khi ghi nhận ổ dịch tại công ty thực phẩm Thanh Nga, hàng chục siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm của Vinmart cũng phải dừng hoạt động tại nhiều khu vực. Đáng chú ý, 4 siêu thị và một khách sạn được công ty này cung cấp thực phẩm đã có người dương tính với SARS-CoV-2. Nói về chuỗi lây nhiễm công ty thực phẩm Thanh Nga, đến nay có hơn 40 ca nhiễm. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, đây là chùm ca bệnh rất phức tạp, đến nay đã lây cho nhân viên ở 4 siêu thị và một khách sạn tại Hà Nội. Không loại trừ khả năng có nhiều khách hàng cũng có nguy cơ lây nhiễm do từ F2 trở thành F1 sau khi tiếp xúc với nhân viên siêu thị. Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị trích xuất camera, rà soát khách hàng tiếp xúc gần với nhân viên F0 để cách ly, xét nghiệm, ông Tuấn nói. Về việc dịch bệnh tấn công vào chợ, siêu thị và bệnh viện trên địa bàn khiến cho nhiều khu vực đóng cửa, phong tỏa, lãnh đạo CDC Hà Nội cho rằng đây là tình huống rất dễ phát sinh. Xác suất lây nhiễm cao nhất là ở nơi đông người mà bệnh viện, chợ dân sinh, siêu thị là nơi có nhiều người lui tới do cung cấp dịch vụ, hàng hóa thiết yếu. Để hạn chế phần nào nguy cơ, thành phố yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn không để người nhà vào chăm sóc bệnh nhân nặng cũng giới hạn một người. Đối với chợ dân sinh và siêu thị, quận, huyện áp dụng phiếu đi chợ, hạn chế lượt người đi mỗi ngày và phải đi khung giờ cố định. Ban quản lý chợ cũng được yêu cầu lập danh sách chi tiết gồm tên, địa chỉ, người vào chợ để sẵn sàng truy vết nếu cần thiết. Phân tích về nguy cơ từ sản phẩm từng được F0 vận chuyển, đóng gói, ông Tuấn cho rằng khách hàng khó có thể bị nhiễm SARS-CoV-2 qua đường này. CDC Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào lây nhiễm qua tiếp xúc bề mặt, khả năng này vẫn có nhưng trên thực tế hiếm khi xảy ra. Chủ yếu vẫn là lây nhiễm qua tiếp xúc gần, qua giọt bắn,
Còn về mặt hàng hóa từng được chạm tay bởi người có mầm bệnh thì khả năng lây truyền virus cũng không cao. Đặc biệt nếu người dân tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, ông Tuấn phân tích. Đối phó với nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng tại địa bàn có dịch, ông Khổng Minh Tuấn cho biết, CDC Hà Nội sẽ tăng tốc xét nghiệm toàn bộ nhân viên siêu thị liên quan đến công ty Thanh Nga. Sau khi xác định được hết yếu tố dịch tễ và khử khuẩn, siêu thị sẽ mở lại bán hàng bình thường. Tuy nhiên, kíp nhân viên sẽ phải thay đổi để phục vụ công tác cách ly. Trao đổi với Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng cho biết, hệ thống phân phối cung ứng hàng hóa tại các quận huyện ở Hà Nội vẫn đang hoạt động ổn định, chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt. Thành phố đã giao Sở Công Thương chuẩn bị đầy đủ các phương án cung cấp hàng hóa trên từng địa bàn. Lượng hàng hóa cũng được bổ sung thường xuyên, gấp 2 đến 3 lần so với bình thường để đáp ứng nhu cầu của người dân. Nếu phát hiện ở đâu xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, người dân hoặc báo chí phản ánh ngay cho các đơn vị của thành phố để kịp thời giải quyết, ông Quyền nói. Đối với chợ, siêu thị chưa đảm bảo an toàn, chưa thể mở cửa trở lại, Sở Công Thương sẽ cho mở các điểm bán hàng lưu động tại nhiều khu vực để đảm bảo người dân được tiếp cận với đủ hàng hóa thiết yếu mà không phải di chuyển nhiều. Tại cuộc làm việc của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội tối mùng 2 tháng 8, Chủ tịch Chu Ngọc Anh đặc biệt lưu ý về việc điều chỉnh chuỗi cung ứng để đảm bảo đời sống nhân dân vẫn tuân thủ quy định phòng dịch. Ông Ngọc Anh giao Sở Công Thương các quận, huyện lên phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa, vận chuyển với từng địa bàn. Các đơn vị phải kiểm tra, đảm bảo an toàn cho hệ thống chợ, siêu thị, đẩy nhanh việc rà soát hỗ trợ người thiết yếu, khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19. Trong đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 29 tháng 4, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 1.429 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra có hơn 200 ca mắc trong các bệnh viện tuyến trung ương. Riêng chủng lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5 tháng 7 đến 4 tháng 8 đã có 1.160 trường hợp dương tính với virus. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.